Trung Quốc liên tiếp tập trận vào lúc Mỹ thắt chặt hợp tác với các đối tác quân sự ở Đông Nam Á. Thêm phái đoàn nghị sĩ Mỹ thăm Đài Loan. Đàm phán sáng kiến thương mại Mỹ-Đài Loan sẽ sớm bắt đầu. Trung Quốc đang có hết thảy thiên thời để phát động chiến tranh với Đài Loan. Kim Hoa xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi tin Biển Đông Đài Loan ngày 15 tháng 8 của DKN TV. liên tiếp tập trận và lúc Mỹ thắt chặt hợp tác với các đối tác quân sự ở Đông Nam Á. Và lúc Mỹ và Indonesia kết thúc cuộc tập trận hàng năm Super Garuda Shield với các đồng minh, Trung Quốc cũng thông báo hai cuộc diễn tập quân sự ở Biển Đông và biên giới Thái Lan, Lào. Trung Quốc điều nhiều chiến cơ và máy bay ném bom tham gia cuộc tập trận Chim Ưng tấn công năm 2022 với Thái Lan ngày 14 tháng 8 năm 2022 tại tỉnh Udon Thani, giáp Lào. Cuộc tập trận dự kiến kéo dài 10 ngày. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, được báo Hồng Kông South Channel Morning Post trích dẫn, không quân hai nước tập yểm trợ trên không, tấn công vào các mục tiêu trên mặt đất và triển khai các quân đội quy mô nhỏ và lớn. Cùng lúc, Hải quân Trung Quốc cũng triển khai đợt diễn tập quét mìn trong vòng 5 ngày ở Biển Đông. Trong thông cáo ngày 12 tháng 8, chiến khu Nam Bộ của quân đội Trung Quốc cho biết, nhiều tàu thuộc lữ đoàn quét mìn tham gia cuộc diễn tập nhằm kiểm tra khả năng lập kế hoạch, liên lạc và ứng phó khẩn cấp của đội hình. Các tàu quét mìn Heijan và Chisui đã quét sạch thành công các mục tiêu mìn nổi và dưới nước. Đồng thời, đội hình tiến hành thực hành bắn pháo và thả thiết bị mìn. Đây là cuộc diễn tập đầu tiên của tàu quét mìn Heijan kể từ khi được đưa vào biên chế. Trang sao Channel Morning Post nhấn mạnh đến vai trò của các đợt tập quét mìn vì đây sẽ là nhiệm vụ trọng tâm trong trường hợp xung đột ở eo biển Đài Loan Khu vực này hiện đang vẫn rất căng thẳng sau khi Trung Quốc tổ chức tập trận bao vây hòn đảo trong suốt một tuần để đáp trả chuyến công du Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Hôm ngày 12 tháng 8, Mỹ tái khẳng định ủng hộ Đài Loan. Cùng ngày sau cuộc tập trận bắn đạn thật, trong cuộc tập trận thường niên Super Kurudashil tại Indonesia, Đô đốc John Aquilino, tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ-Thái Bình Dương-Hoa Kỳ, đã nhấn mạnh rằng những hoạt động gây bất ổn của Trung Quốc dùng đe dọa Đài Loan chính là điều chúng tôi tìm cách tránh. Thêm phái đoàn nghị sĩ Mỹ thăm Đài Loan. Một chuyên cơ quân sự vừa chở phái đoàn của các nghị sĩ Mỹ hạ cánh xuống Đài Loan để thực hiện chuyến thăm trong hai ngày và gặp gỡ một số lãnh đạo của đảo này theo các thông báo chính thức. Bloomberg đưa tin, phái đoàn do thượng nghị sĩ dân chủ Ed Markey dẫn đầu đã hạ cánh tại Đài Loan vào ngày 14 tháng 8. Theo thông báo trên trang web của Viện Mỹ tại Đài Loan, cơ quan đại diện ngoại giao của Washington tại quốc đảo. Phái đoàn còn bao gồm Hạ nghị sĩ Dân chủ John Garamendi, Hạ nghị sĩ Dân chủ Alan Lowenthal, Hạ nghị sĩ Dân chủ Don Bayer và Hạ nghị sĩ Cộng hòa Amur Amata Coleman Radewagen. Reuters dẫn lại thông báo của đại diện ngoại giao Mỹ tại Đài Loan cho biết, một phái đoàn quốc hội Mỹ sẽ đến thăm đảo này từ ngày 14 đến 15 tháng 8. Phái đoàn sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo cấp cao của Đài Loan để thảo luận về quan hệ song phương, an ninh khu vực, thương mại và đầu tư, chuỗi cung ứng toàn cầu, biến đổi khí hậu và các vấn đề quan trọng khác mà hai bên cùng quan tâm. Chuyến thăm Đài Loan nằm trong chuyến đi đến khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương của phái đoàn Quốc hội Mỹ. Văn phòng nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết, phái đoàn nghị sĩ Mỹ sẽ gặp bà Thái vào sáng ngày 15 tháng 8 trong thời điểm Trung Quốc đang gia tăng căng thẳng ở eo biển Đài Loan và khu vực với các cuộc tập trận quân sự. Việc ông Markey dẫn đầu phái đoàn đến thăm Đài Loan một lần nữa thể hiện sự ủng hộ vững chắc của Quốc hội Mỹ đối với Đài Loan, theo thông cáo do văn phòng của bà Thái phát đi. Trước đó, Reuters dẫn lại thông báo của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết 11 máy bay quân sự của Trung Quốc đã băng qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan hoặc đi vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo vào ngày 14 tháng 8 cơ quan ngoại giao Đài Loan cũng hoan nghênh chuyến thăm của các nghị sĩ Mỹ, đồng thời ca ngợi đây là một dấu hiệu khác cho thấy mối quan hệ nồng ấm giữa Đài Bắc và Washington. Thông báo còn cho biết, Phái đoàn Mỹ sẽ dự tiệc chiêu đãi do nhà lãnh đạo cơ quan ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp chủ trì. Chuyến thăm diễn ra sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Loan vào đầu tháng này và có nguy cơ khiến căng thẳng với Trung Quốc tiếp tục tăng cao. Trung Quốc đã phản ứng mạnh mẽ với chuyến đi của bà Pelosi, đồng thời thực hiện các cuộc tập trận quân sự quanh Đài Loan trong nhiều ngày sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ rời đi. Đàm phán sáng kiến thương mại Mỹ-Đài Loan sẽ sớm bắt đầu. Tờ Taiwan News đưa tin, hôm thứ Bảy 13 tháng 8, các nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Đài Loan cho biết, các cuộc đàm phán trong sáng kiến Mỹ-Đài Loan về thương mại thế kỷ 21 dự kiến sẽ sớm bắt đầu. Điều phối viên Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, ông Kurt Campbell cho biết hôm thứ Sáu ngày 12 tháng 8 rằng một lộ trình cho các cuộc đàm phán sẽ được đề ra trong những ngày tới. Cựu Bộ trưởng Bộ các vấn đề kinh tế Trung Hoa Dân Quốc Đặng Trấn Trung nói với CNA rằng công tác chuẩn bị cho cả hai bên đang được tiến hành theo kế hoạch và tuyên bố của quan chức Mỹ đã gửi đi trong thông điệp tích cực. Ông Đặng nói các cuộc đàm phán sẽ ưu tiên các chủ đề mà có nhiều khả năng đạt được thỏa thuận hơn. Chúng bao gồm các vấn đề đã được thỏa thuận rộng rãi trong Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, APEC. Ngoài ra, ông bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán sẽ có kết quả vào cuối năm sau khi Mỹ sẽ tổ chức các cuộc họp APEC vào năm 2023. Đài Loan và Mỹ đã đưa ra sáng kiến này vào ngày 1 tháng 6 nhằm theo đuổi một mối quan hệ thương mại ngày càng sâu sắc. Sáng kiến sẽ tập trung vào 11 lĩnh vực. Trung Quốc đang có hết thời thiên thời để phát động chiến tranh với Đài Loan. Khả năng Trung Quốc phát động một cuộc chiến tranh để thống nhất Đài Loan theo khái niệm của Trung Quốc ngày một lớn hơn, kể từ khi Nga đưa quân vào xâm lược Ukraine. Các cảnh báo chiến tranh khởi xướng bởi Trung Quốc từ các chính phủ, chuyên gia chiến lược quân sự khắp toàn cầu ngày một dày đặc. Nhờ chiến lược được đánh giá là sai lầm và sự suy yếu của Mỹ, Trung Quốc chưa bao giờ có thiên thời tốt đến thế để phát động một cuộc chiến tranh dù vậy, địa lợi và nhân hòa lại là một câu chuyện khác. Chuyến thăm Đài Loan lịch sử của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vào ngày 2 tháng 8, bất chấp mọi đe dọa trước đó của Trung Quốc về triển khai quân đội, vũ khí nhằm vào chuyến phi cơ của bà Pelosi. Thậm chí, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã không ngần ngại khi cảnh báo Tổng thống Biden rằng Mỹ đang đùa với lửa ở Đài Loan trong một cuộc điện đàm giữa hai nguyên thủ vài ngày trước chuyến thăm của bà Pelosi. Tất cả sự kiện này có thể cắt đứt quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh. Chỉ một tuần trước, cuối tháng 7 năm 2022, cố vấn an ninh quốc gia của Vương quốc Anh, Stephen Lloyd, cảnh báo nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân với Trung Quốc, đang gia tăng trong bối cảnh Bắc Kinh không ngừng mở rộng kho vũ khí hạt nhân mà không quan tâm đến các cơ chế kiểm soát vũ khí quốc tế. Ông nhấn mạnh rằng, nguy cơ bùng nổ xung đột hạt nhân ngày nay có thể còn lớn hơn nhiều so với thời kỳ đỉnh điểm của chiến tranh lạnh. Lạc quan hơn đồng minh, vào ngày 20 tháng 7 vừa qua, giám đốc CIA Mỹ, William Burns cho rằng Trung Quốc sẽ không xâm lược Đài Loan ngay sau đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối mùa thu này. Tuy nhiên, ông cảnh báo không nên đánh giá thấp quyết tâm của nhà lãnh đạo Tập Cận Bình trong việc tiếp quản Đài Loan. Ám chỉ của giám đốc CIA rằng cuộc chiến có thể không diễn ra trong ngắn hạn nhưng không có nghĩa là nó không diễn ra và ngày càng nhiều những nhận định chiến tranh như thế quả thực những nhận định này dựa trên bản đồ địa chiến lược chính trị toàn cầu đang nghiêng lợi thế về trung quốc đáng buồn là những lợi thế này do chính quyền mới của hoa kỳ tạo bàn đạp cho bắc kinh trung quốc lần đầu tiên có được đồng minh toàn diện là cường quốc nga mối quan hệ giữa nga trung dù bề ngoài có vẻ cùng ý thức hệ nhưng bên trong vốn chứa đầy mâu thuẫn bất bình thậm chí đầy thủ địch. Dù vậy, Nga vẫn luôn là nỗi đắng cay, là con gấu phía Bắc mà Trung Quốc không dám động đến. Trải dài trên lãnh thổ Á-Âu, liên kết Trung-Nga từ lâu đã được xem là nhân tố đáng kể chống lại phương Tây về kinh tế, chính trị, quân sự. Trong lịch sử, dù cùng xuất sinh từ một ý thức hệ, song sự bất tuân của Mao với Stalin đã biến mối quan hệ từng là đồng minh trở thành kẻ thù trong thời chiến tranh lạnh. Một lãnh thổ lớn tới cả triệu km vuông của Trung Quốc buộc phải dâng cho Liên Xô cũ, nay đã xuất nhập vào lãnh thổ Nga dưới thời Mao để đổi lấy viện trợ và hỗ trợ chiến tranh. Quan hệ giữa hai nước đã từng có lúc căng thẳng tại bờ vực chiến tranh hạt nhân. Liên Xô thời chiến tranh lạnh có thể đánh phủ đầu Trung Quốc nhờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Ở phía còn lại, Trung Quốc được cho là đã từng bước chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân với Liên Xô vào năm 1969. Khi đó, các bộ của nước này đã rời đi các tỉnh mà chỉ còn Chu và Mao ở lại Bắc Kinh. Sau chiến tranh lạnh liên xô tan rã, quan hệ Nga-Trung trở nên nồng ấm dần dần. Biên giới bớt căng thẳng, trao đổi mua bán vũ khí tấp nập trở lại. Từ những năm 1950 đến cuối những năm 1980, Liên Xô và Trung Quốc đã có tranh chấp biên giới và tranh giành quyền lãnh đạo phe Cộng sản trong chiến tranh lạnh. Vào những năm 1970, sự bất hòa sâu sắc trong quan hệ Trung-Xô đã giúp thúc đẩy Trung Quốc liên kết với Mỹ. Trong lúc xung đột biên giới giữa hai nước xảy ra trầm trọng năm 1969. Vào những năm 1970, sự bất hòa sâu sắc trong quan hệ Trung-Xô đã giúp thúc đẩy Trung Quốc liên kết với Mỹ trong lúc xung đột biên giới giữa hai nước xảy ra trầm trọng năm 1969. Vào năm 1972, mối quan hệ giữa hai cường quốc trở nên xấu đi, chuyển từ lạnh nhạt sang đóng băng hoàn toàn khi ngoại trưởng Mỹ Kissinger đến thăm Trung Quốc sau khi Liên Xô tàn giã, mối quan hệ Nga-Trung vẫn không được cải thiện là bao. Tuy nhiên, cơ hội Nga thân Mỹ trở thành một quốc gia dân chủ hơn lần lượt bị các đời Tổng thống Mỹ từ chối. Bằng cách liên tiếp mở rộng NATO về phía sườn đông nước Nga, Mỹ và NATO áp dụng cả một chiến lược truyền thông, ngoại giao, an ninh xem Nga như một kẻ thù. Nga không còn cách nào khác là tăng cường quan hệ đồng minh với Trung Quốc và các nước khủng bố bị Mỹ hắt hủi để tránh rơi vào tình trạng bị cô lập cũng như bán vũ khí nhiều hơn. Mối quan hệ Trung-Nga thực sự chỉ nồng ấm sau năm 2014, khi Nga chiếm Crimea, một vị trí chiến lược với an ninh quốc gia của Nga, nơi có cảng nước ấm, thứ không thể thiếu cho hải quân Nga mà vị trí địa lý không cho phép Nga có. Để tránh bị cô lập, mối quan hệ với Trung Quốc nồng ấm trở lại nhưng vẫn đầy nghi kỵ và bất đồng thời kỳ Tổng thống Donald Trump tại vị, mối quan hệ này không thắt chặt thêm. Bản thân Mỹ cũng không tiếp tục dồn Nga vào thế thủ địch. Thời điểm này, một số chỉ trích của Nga dành cho Trung Quốc và chủ nghĩa cấp tiến đang phá hoại văn hóa truyền thống và sự thịnh vượng của Mỹ thậm chí khá rõ ràng. Mối quan hệ Nga-Trung chỉ được nâng cấp lên toàn diện khi NATO muốn sát nhập thêm Ukraine, bất chấp các cảnh báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tất cả diễn ra chỉ 20 ngày trước khi Nga đưa quân vào xâm lược Ukraine. Ông Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc sau đó đã ra một tuyên bố chung vào tháng 3 năm 2022 rằng hợp tác Trung-Nga không có giới hạn. Tuyên bố này là một lời hứa sẽ hợp tác nhiều hơn để chống lại phương Tây dường như đang diễn ra. Trên bản đồ địa chính trị toàn cầu, Nga luôn xứng là một cường quốc, kẻ định hình và cân bằng các thế lực chính trị, quân sự. Một khi Nga không hài lòng với Trung Quốc, sự trỗi dậy của Trung Quốc bị hạn chế ít nhiều. Trong lịch sử, ngoài cơ hội mà Tổng thống Nixon trao cho Trung Quốc hồi năm 1972, một cơ hội được ví như cách Mỹ mở cửa thả quái vật Frankenstein, thì mối quan hệ toàn diện Nga-Trung lần này là cơ hội vàng cho Trung Quốc, thực thi tham vọng của mình. Sự ủng hộ hết lòng của Trung Quốc cho cuộc xâm lược bất minh của Nga ở Ukraine sẽ được tưởng thưởng bằng sự ủng hộ của Nga cho Trung Quốc trước cuộc xâm lược Biển Đông và thậm chí là sát nhập Đài Loan bằng vũ lực, cách mà Nga đã và đang làm với các tỉnh phía đông của Ukraine. Rốt cuộc, một liên minh trải dài Á-Âu rộng lớn, có sức mạnh quân sự đáng gờm, đầy giá tâm và khát khao xoán ngôi thống trị Mỹ đã hình thành nhờ vào sai lầm chiến lược của Mỹ, ưu ái che chở cho Trung Quốc phát triển bất chấp các vấn đề nhân quyền tồi tệ và buộc Nga phải trở thành kẻ thù số một của nước Mỹ. Bằng cách này, Mỹ đã dâng tặng một cường quốc vũ khí đầy dã tâm cho đối thủ số một của họ là Trung Quốc. Nhờ chính quyền ông Biden, những đồng minh của Trung Quốc ở Trung Đông đang hung hoang hơn. Thế giới đã thay đổi không thể đảo ngược với việc Trung Đông hình thành tâm chấn của những thay đổi kiến tạo trong trật tự địa chính trị mới. Khi UAE, Mỹ và Israel đã ra tuyên bố chung nhấn mạnh về việc bình thường hóa, hoàn toàn quan hệ giữa Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Đồng thời, một trục do Trung Quốc hậu thuẫn bao gồm các quốc gia như Pakistan, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Palestine cũng đã hình thành. Trung Quốc đang lộ rõ ý định định hình cục diện quân sự và khu vực của Trung Đông thông qua các mối quan hệ thương mại với các quốc gia trong khu vực, cũng như thông qua việc dự báo sức mạnh quân sự của chính nước này. Trục liên minh khu vực Trung Đông của Trung Quốc từng suy yếu trong suốt 4 năm khi ông Trump tại vị. Nhờ sự ủng hộ của Mỹ với Israel cắt đứt tài trợ chính và trừng phạt kinh tế với các đồng minh của Trung Quốc. Mọi sự đã thay đổi khi thế cờ vây ông Trump để lại cho khu vực Trung Đông bị phá bỏ bởi chính quyền kế nhiệm. Đồng minh của Trung Quốc ở khu vực này đang mạnh, hung hăng hơn và ngày càng coi thường sức mạnh của Mỹ. Iran đang hung hăng với thỏa thuận hạt nhân 2015 Chế độ Hồi giáo ở Iran là nhà nước tài trợ khủng bố hàng đầu trên thế giới. Trong hơn 40 năm, Hành vi ác độc của họ và sự ủng hộ của các tổ chức khủng bố đã lan rộng khắp khu vực. Việc thực hiện JCPOA được biết đến với tên gọi không chính thức là Thỏa thuận hạt nhân Iran 2015. Giúp chế độ này sử dụng nhiều nguồn lực và tiền bạc hơn, càng làm tăng khả năng tiếp cận và gây hấn bằng các hoạt động ác ý của họ. Đây là lý do tại sao Hoa Kỳ rời khỏi JCPOA và thực hiện các biện pháp trừng phạt quyết định để hạn chế khả năng tài trợ khủng bố của chế độ dưới thời ông Trump. Quyết định chính sách này là rất hiệu quả khi Iran cùng với Trung Quốc trở nên suy yếu. Tuy nhiên, khi chính quyền ông Biden đã không thể thúc đẩy một chiến lược chặt chẽ để đối phó với Iran, mà lại tập trung vào việc khơi dậy thỏa thuận hạt nhân được ký kết dưới thời cựu Tổng thống Obama, trong khi Iran gia tăng vũ khí hạt nhân và viện trợ cho Nga trong cuộc xâm lược Ukraine. CNN đưa tin hôm 14 tháng 7, Ông Biden tái khẳng định cam kết quay trở lại thỏa thuận hạt nhân JCPOA vào năm 2015 với Iran. Thỏa thuận chứng kiến chính phủ Obama gửi 100 tỷ đô la Mỹ cho Iran. Sau đó, chế độ hồi giáo đã sử dụng số tiền đó để gây chiến ở Yemen, Lebanon, Iraq, Gaza và khắp nơi trên thế giới, gây mất ổn định hàng loạt trên thế giới. Theo thỏa thuận, Iran nhận được một gói tài chính trị giá lên tới 275 tỷ đô la Mỹ trong năm đầu tiên và 800 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm tiếp theo. Richard Gilbert, cố vấn cấp cao tại Foundation for Defense of Democracy nói: Với 1.000 tỷ đô la Mỹ sẵn có vào năm 2030 cho chương trình tên lửa của Iran, tài trợ cho khủng bố và lực lượng vệ binh cách mạng, thỏa thuận này cho phép Tehran đốt thêm hàng chục đám cháy xung quanh Trung Đông, buộc Mỹ phải đáp trả để bảo vệ công dân đại sứ quán và đồng minh của Mỹ và cuối cùng thỏa thuận không yêu cầu tính toán đầy đủ các hoạt động hạt nhân của Iran hay phá hủy một máy ly tâm duy nhất và sẽ hết hạn nhưng đảm bảo Iran sẽ vẫn vượt qua ngưỡng hạt nhân vào một thời điểm mà họ lựa chọn trong tương lai. Ông Gorbachev viết chắc chắn Nga và Trung Quốc không muốn gì hơn là chứng kiến một nước Mỹ xa lầy bởi hành động tống tiền và leo thang hạt nhân không hồi kết của Iran. Đó là lý do tại sao. Họ là những người ủng hộ mạnh mẽ nhất của thỏa thuận hạt nhân với Iran. Họ biết rằng Iran càng có nhiều tiền cho khủng bố, tên lửa và mở rộng hạt nhân ở Trung Đông, thì thời gian và nguồn lực của Mỹ sẽ liên tục được chuyển hướng khỏi châu Á và châu Âu để giảm thiểu cuộc khủng hoảng mới nhất do Iran tài trợ. Ả Rập Xê Út nghiêng về phía Nga và Trung Quốc Ả Rập Xê Út bán khoảng 1 phần tư tổng lượng dầu xuất khẩu của mình sang Trung Quốc. Trong hai tháng đầu năm nay, họ đã vượt qua Nga trở thành quốc gia gửi nhiều dầu nhất tới đó. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị xung quanh cuộc xâm lược Ukraine đang diễn ra của Nga và khi thế giới đứng về hai phía của cuộc xung đột, tin tức này đã làm giấy lên lo ngại rằng Ả Rập Xê Út có thể sẽ đứng về phía Nga. Việc cho phép thanh toán dầu bằng đồng nhân dân tệ có thể giúp tạo ra một hệ thống song song cho thanh toán quốc tế, nơi nhân dân tệ của Trung Quốc trở nên quan trọng như đô la Mỹ. Đổi lại, Điều này sẽ giúp Nga vượt qua các lệnh trừng phạt vì quốc gia xâm lược này sau đó cũng sẽ có thể sử dụng nhân dân tệ. Mối quan hệ giữa Ả Rập Saudi và Trung Quốc đã trở nên sâu sắc hơn trong vài năm nay. Năm 2020, Ả Rập Xê Út là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khu vực với kim ngạch xuất nhập khẩu trên 67 tỷ đô la Mỹ, tương đương 60,6 tỷ euro. Hầu hết các mối quan hệ này dựa trên mối quan hệ kinh tế, cùng có lợi một mối quan hệ làm nổi bật sự hợp lực giữa sáng kiến vành đai và con đường trị giá hàng nghìn tỷ của Trung Quốc và dự án hiện đại hóa của riêng Ả Rập Xê Út tầm nhìn 2030. Một phần của tầm nhìn 2030 là về việc chuẩn bị cho Ả Rập Xê Út một tương lai khi dầu mỏ ít quan trọng hơn. Một khía cạnh là thúc đẩy tiềm năng của Ả Rập Xê Út như một trung tâm hậu cần ở Trung Đông. Sáng kiến vành đai và con đường phù hợp với điều này. Trung Quốc và Ả Rập Xê Út có mối quan hệ được gọi là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Mặc dù chuyên gia như Cynthia Bianco, một chuyên gia về khu vực vùng vịnh, thận trọng không gọi hai quốc gia là đồng minh. Theo Viện Nghiên cứu Quốc tế và An ninh Đức trong một bài báo nghiên cứu hồi tháng 2 năm 2022, quan hệ của Trung Quốc, Ả Rập Xê Út trong lĩnh vực quân sự đã ngày càng tăng. Từ năm 2016 đến năm 2020, Chuyển giao vũ khí của Trung Quốc cho Ả Rập Xê Út đã tăng 386%. Đầu tiên, Trung Quốc bán tên lửa đạn đạo cho Ả Rập Xê Út, sau đó bắt đầu hỗ trợ cho họ sản xuất ở Ả Rập Xê Út. Cũng cần lưu ý, người Trung Quốc thường giao dịch với các nhà lãnh đạo, trong khi người Mỹ thì không. Như các nhà phân tích tại Hội đồng Đối ngoại châu Âu giải thích, trong cuộc họp tóm tắt chính sách năm 2019 của họ, mô hình chủ nghĩa độc tài của trung quốc đã thu hút nhiều chế độ trung đông vốn coi hợp tác với trung quốc là phương tiện để chống lại áp lực của phương tây trong việc theo đuổi các cải cách quản trị và trách nhiệm giải trình nhân quyền cường quốc áp chế được trung quốc đang nổi loạn và chưa bao giờ suy nhược đến thế trong khi trung quốc kết nạp được người bạn mơ ước là cường quốc nga các đồng minh gây bất ổn khu vực và mỹ ở trung đông đang trỗi dậy mỹ ngày một suy nhược Trung Quốc không ngần ngại bày tỏ sự miệt thị với sức mạnh của Mỹ bằng phong cách ngoại giao sói chiến. Nỗi ám ảnh của chính quyền Biden với thỏa thuận xanh mới đã đặt nước Mỹ vào một vị trí có thể không bao giờ hồi phục và đã đặt kẻ thù của họ vào vị trí cầm lái. Một hoặc hai ngày đầu tiên nhận chức, chính quyền ông Biden đã hủy Keystone XL Pipeline nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với đường ống Nord Stream 2. Đây là một tín hiệu rõ ràng cho Putin rằng nước Mỹ sẽ suy yếu đi và cơ hội của Nga đang đến. Chính quyền ông Biden không khuyến khích đầu tư vào dầu mỏ. Việc hủy bỏ đường ống và đẩy năng lượng tái tạo trở nên đắt đỏ đã làm giảm sản lượng năng lượng của nước Mỹ và củng cố quyền kiểm soát của Nga và OPEC đối với giá dầu. Nước Mỹ đã từ chỗ là nhà sản xuất dòng dầu mỏ và chỉ trả dưới 2 đô la Mỹ một ga lông cho một khí đốt, trở thành việc phải nhập khẩu gần 40% nhu cầu năng lượng từ OPEC. Và tệ hơn là từ Nga, chính quyền ông Biden trả cho Nga hàng tỷ đô la Mỹ cho một sản phẩm mà một năm trước họ đã sản xuất nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Ngoài ra, chính quyền ông Biden đã phớt lờ tội ác đang gia tăng, cúi đầu trước quan điểm của cả cánh tả rằng chính tội phạm không phải là nạn nhân mới là người cần được thông cảm. Ông Biden tán thành chi tiêu liên bang khổng lồ làm giảm thúc đẩy nhu cầu việc làm đang bùng nổ và cho phép người lao động ở nhà Tình trạng thiếu hụt lao động dẫn đến lạm phát hiện đang ở mức cao nhất trong 40 năm. Đáng kinh ngạc, giải pháp của ông Biden là đề xuất chi thêm hàng nghìn tỷ đô la Mỹ thông qua chương trình Build Back Better. Chính quyền của ông Biden đã loại bỏ các chính sách nhập cư vốn hạn chế được số lượng người vượt biên vào Mỹ bất hợp pháp. Ông đã mời mọi người đến biên giới phía Nam và nói rõ ràng họ được chào đón, không giảm buộc và cơn báo với gần 2 triệu người đã tràn vào nước Mỹ trong năm ngoái. Putin và các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Triều Tiên, Iran cảm thấy bây giờ là cơ hội của họ. Nga đã tăng chi tiêu quân sự một cách đáng kể bởi vì tiền tệ của họ dựa trên dầu mỏ và được hỗ trợ rất nhiều bởi chính sách năng lượng của chính quyền ông Biden. Chính quyền ông Biden đã làm tất cả những gì có thể để làm suy yếu khả năng phòng thủ của mình. Quân đội dưới sự chỉ huy của ông Biden nhanh chóng trở thành một tổ chức thức tỉnh, quan tâm đến các vấn đề xã hội hơn là một lực lượng chiến đấu hùng mạnh ông biden đã đề cập trong một bài phát biểu rằng nếu chỉ có một sự xâm nhập nhỏ của nga thì phản ứng của chúng ta sẽ tương xứng điều đó cho thế giới và các đồng minh của mỹ thấy nước mỹ đã trở nên yếu nhược như thế nào trung quốc triều tiên nga và iran đã chú ý đến và trở nên hào hứng hơn và nguy hiểm hơn họ tin rằng đã đến lúc họ muốn làm bất cứ điều gì họ muốn vì họ thấy một nước mỹ đang suy yếu và có ý định hủy diệt nước mỹ từ bên trong Thưa quý vị, mục tin Biển Đông em Biển Đài Loan của DKN TV đến đây tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Shipchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.